Trung xin chào tất cả anh em nhé. Nay thể theo cái yêu cầu của anh em về hai cái cây cầu xe trên cái demo ngày hôm qua, anh em hỏi hỏi hai cái món cầu xe này. Trung cũng có báo giá một cái cây giá cao là cây bên ngoài trên video này, một cái cây giá thấp hơn là cái cây nằm bên trong trên video ngày hôm qua đấy. Hôm nay Trung rút láp rút cùi dĩa ra hết để anh em xem. Trung có nói trên cái demo là bao cùi bao dĩa mà bao láp cho anh em hết, tất cả nguyên zin nguyên bản, không bị hàn chắp vá không nứt. Nói chung là để Trung quay thật là rõ anh em xem nhé. Anh em ở xa không có đến xem trực tiếp được nên Trung làm qua video. Đầu tiên là cái cây mà Trung đánh giá là cái cây đẹp hơn ấy, đẹp hơn đó, vì lý do là cái vỏ cầu nó còn sạch sẽ hơn này, nó không có một cái dấu bung xét rỉ gì hết. Đây, mình đang xem cái dạ dưới luôn á, có nghĩa là cái phần mà dễ xét rỉ nhất đấy, dạ dưới của cầu, còn bên trên thì tất nhiên nó đẹp hơn rồi. Cây này 8 tấn vỏ lớn nha. Đầu tiên là Trung quay bốn cái đầu đót nha anh em, tất cả tán ốc zin hết, không có bị dấu chấm hàn, đót zin không có bị hàn nối gì hết nha. Đây, nhiều cái cây sử dụng lâu năm anh em đục cái dấu đục của nó khờn răng lung tung hết á, còn cái cây này thì nó còn nguyên bản hết, không bị dấu đục dấu tì nhé. Thật ra thì nó không ảnh hưởng gì đến chất lượng mấy, nhưng mà nhìn cái thẩm mỹ của nó, anh em mua một cái cầu xe thì dù sao cũng thích nó nguyên bản hơn, nó còn ít sử dụng, ít bị bọc phá các thứ. Đấy, bốn đầu đót nha. Đầu tiên là bốn đầu đót rồi Trung nói về nhớt châm tư nó bám đầy luôn. Trung có lau qua một để anh em dễ nhìn hơn, cái cây này xấu hơn vì lý do cái tambo nó nhìn nó xấu này. Đấy, cái vỏ cầu thì bên con nào cũng như con nào hết, sắt thép liền lạc, không có dấu hàn trong dấu tì gì hết nhé, không có bị cập cầu. Các cái gối nó còn thẳng tắp, không mục không mọt. Rồi đến bốn cái đầu đót rồi thì Trung quay đến hai cặp láp nha. Cặp láp này thì có cái cây đẹp này, đấy anh em xem cái băng junior của nó này, băng junior này là hầu như là không có tì vết luôn, láp còn rất là mới luôn nha anh em, chạy không có bao nhiêu hết. Một cặp láp này, còn cái cây bên đây thì nó không bằng đây đây nha, có một số cái dấu chớp chớp nha. Đây này, cây này thì có sử dụng nhiều hơn này, nhưng mà cơ bản thì cái băng junior vẫn thẳng nha. Rồi đến cái phần cùi dĩa, cùi dĩa cái cầu này là cầu chậm nhé anh em, 641 nha, cùi 641 nha anh em, dân tuyệt đẹp luôn nha. Thấy anh em xem đấy, cái thông số của nó đấy nha, 641 này, băng junior bên trong này thẳng tắp. Rồi, áp tắc tất cả nó, nói chung con này là gần như là không thấy cái dấu vết gì luôn, không thấy cái dấu vết gì mà đục cậy sửa hết ấy. Cái con bên đây thì nó không đẹp bằng, có mở ra có lóc cùi này, có dấu keo này. Đấy, bên đây thì chúng có xem qua rồi, nó có một cái dấu chớp giống như là chớp trên răng ấy, tất cả là răng không có một cái vết mẻ nào hết nha anh em, có một cái dấu chớp nó gần gần giống như nó táp cùi nha anh em. Cái này chắc là do chủ xe hoặc là thợ gì đấy, khi mà lóc lóc kê cùi, lóc kê hơi nặng tay này, lóc kê hơi nặng tay, nó chỉ có cái dấu đen đen như vậy thôi, không có bị tì sâu vào trong. Bây giờ thì nó vẫn lăn nhẹ bình thường đấy nha. Chung tiếp tục video nhé anh em. Quay lại cái vấn đề cái phần cái cùi dĩa bên đây, Trung đánh giá của nó chất lượng nó không bằng cái cây bên kia đó, các cái dấu chớp này,
quay thật là gần lại nhé, vẫn láng mịn nhé anh em, có nghĩa là sờ tay nó vẫn láng, cái dấu chớp này nó cho nó ăn hơi sâu, giống như là cái lực lóc kê cùi hơi sâu một tí thôi. Rồi còn cái phần áp tắc băng junior bên trong vẫn thẳng tắp hết này. Bây giờ cái cùi nó đã, nó giống như là nó đã nhẹ lại rồi này, đầu nó có một tí đầu rơ như vậy nó chạy nó không có bị phá cùi. Anh em lóc mà nặng tay quá chạy nó dễ phá cùi dĩa lắm. Bên đây thì quay đều tay bình thường nhé. Đây đầu rơ của nó đây. Rồi chung có hai cái cầu xe đã mở ra, kiểm tra hết từng cái chi tiết luôn. Một cái cây đẹp hơi cao tiền hơn một tí, một cái cây xấu hơn một tí. Đấy, xấu hơn là chung hôm qua chung có nói lúc mà chưa mở ra, nhưng mà chung đã nói trên cuộc gọi, nói trên cả video với anh em. Chung báo giá cái một cái cây 11 triệu và một cái cây 9 triệu rưỡi nhá. Đó, bây giờ mở ra anh em sẽ hiểu lý do tại sao cây này nó cao tiền hơn cây kia nhá. Tất nhiên là vẫn dùng tốt, cỡ này hàng tháo xe mấy con này là xe đời hết đấy. Lắp lớn nha, lắp rất là lớn luôn, 55-60 ly gì đấy. Loại này anh em cổng mười mấy 20 tấn gì đó vẫn ok nhé, không có ăn nhập gì nó đâu. Hàng Trung Quốc chứ thật sự cái vỏ cầu nó rất là dày. Nếu anh em đã từng tháo nhiều cái cây rồi, ví dụ như so với Hyundai các thứ thì nó vỏ cầu nó dày hơn, thậm chí đầu đót nó cũng dày hơn đó. Rồi chung có hai cái món hàng như vậy đấy, anh em xem video thật là kỹ, cảm thấy ngay cái công việc sử dụng cần vào việc đóng mót thay vào xe gì đấy, thắng hơi lốc kê nhá, 8 tấn thắng hơi lốc kê. Con này hình như nó sử dụng lắp chung với lắp Hyundai này. Anh em có đúng nhu cầu sử dụng thì cứ alo trực tiếp chung nhé.